Xin chào tất cả mọi người, hôm nay em giao lưu với mọi người lô Thế Ngân nha. Thế Ngân nha mọi người, mã số này là mã số U. Cây đầu tiên là U0. Ở đây có mã U0 nha. Cây này quá trình lực luôn. Quá lực luôn nghe nè. Tài cành nó lực hết ha. Tài cành lực chừng. Đây mấy mặt sẹo là nó kéo nè anh em. Đó, kéo đầu chừng. Nè cái này nó em có báo nè, mấy cái này nó có cái lỗ rồi em đã xử lý hết rồi ha. Ừ. Tại khế thì nó như dễ bị á. Nè, kéo nè. Khế là da nó xù xì nè ha. Nè quay gần da của nó nè. Đó. Mã này là mã U0 nha mọi người. Kỳ quá cho bự anh em ơi. Quá lực luôn anh em ơi. Hoành nó 38. Cao là 69. Quá bự anh em ơi. Chiều dài cái bầu là 62. Quá trời khủng luôn anh em ơi. Đó, ngang cái bầu luôn. 44. Nè, ở đây có cái mặt sẹo nè. Nhưng mà nó sẹo này kéo sẹo sạch hết đây mọi người. Mã số này là mã số U0. Em giao luôn với mọi người là 4.500.000 em bao ship toàn quốc. Kỳ quá khủng. Kỳ cái phần to luôn á. Tiếp theo là mã U1. Cây đâm chồi mạnh rồi ha. Này nó có mấy cái đầu cắt này, mấy cái đầu nhắn cũ á. Này mà anh chưa xử lý, mọi người về cắt bỏ rồi xử lý ra kem giùm em ha. Mã số này là U1 nha mọi người. Hoành nó 21. Cao là 53. Đường kính bầu là 29. Rồi cây U1 giao lưu với mọi người 700.000 em bao ship toàn quốc. Trời thôi. Rồi mã U2. Dán nó bay luôn, đâm chồi luôn ha. Cái này dễ đâm chồi lắm. Hoành nó làm 19.5. Chiều cao là 58. Đường kính bầu là 22. Rồi, mã số U2 em giao luôn cho mọi người là 550.000 em bao ship. Rồi, cái U3. Ủa đế nó nằm luôn ha. Cái này là nó liền luôn ha mọi người. Nguyên bệnh này liền ha. Mã số U3. Đâu nguyên cụm ha, nguyên cụm nó là 25. Chiều cao nó là 53. Chiều dài cái bầu là 36. Cây U3 em giao lưu với mọi người 700.000 em bao ship toàn quốc. Tiếp theo là U4. Cây U4. Ồ, cây này để dữ lắm nè em. Để luôn. Đó. Cây đâm chồi trơn à. Mấy cái chồi nhỏ đó nữa đem về quấn khi bị gãy anh em nữa, đâm chồi mới thôi nghe anh em. Cái này nó có cái mặt sẹo lửa trên này. Hoành đây là 17.5. Chiều cao nó là 70. Đường kính bầu là 32. Rồi cây U4 em giao lưu với mọi người là 800.000 em bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã U5. Này là nó đâm chồi, này nó muốn đâm chồi đâu đã đâm theo mọi người nè. Này đâm chồi à. Nhưng mà mấy cái chồi non này là mình vận chuyển mình có khi xa đó dễ bị gãy. Cái cân thì
da nó xù xì, nó nứt nẻ ha. Hoành nó là 20, cao là 45, đường kính bầu là 31. Rồi U5 em giao lưu với mọi người 600.000, em bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã U6. Này chào ba lử luôn em ơi. Rồi mã số U6 giao lưu với mọi người 900.000, em bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã U7 nè. U7 nha, kế gần mọi người nhìn á, lúc vận chuyển về nhiều khi để xa, đi xa đó cây mình nhìn nó khô khô, về mình tưới nước rồi tự đâm chồi ha mọi người. Nè cây này nó bắt đầu đâm chồi nè, núm chồi nhỏ rồi nè. Cái găng rất là dễ sống anh em ơi, để mát tưới nước rồi đâm chồi. Đâm chồi mình hay trồng ha. Hoành 24, chiều cao là 61, đường kính bầu là 33. Cây này nó bắt đầu nhú trời nhỏ rồi đó. Rồi mã số này là mã số U7, em giao lưu với mọi người 550.000, em bao ship. U8 nè, cây này khúc cành quá anh em ơi. Giống như con gắn trên đầu quá trời đâm chồi luôn à, lắc lượn nghe anh em, cái này lắc lượn bay lượn đùm lum hết trơn. Nó là nứt như vậy nè, cha nó gì anh em, da nó nứt nghe như vậy chứ không phải không biết cái cây nó bị hư. Hoành nó 21, chiều cao nó là 77, chiều dài cái bầu là 27. Rồi cái U9 em giao lưu với mọi người 500.000, em bao ship toàn quốc. Quá trời đâm luôn anh em ơi. Lên hết trơn. Cái này là nó liền với nhau ha. Nè, này quay gần ha, nó liền ha. Ba cái thanh nhưng mà nó liền một bãi nè. Mọi người. Em đo cái này, em đo nguyên cụm nha. Cái này giờ không đo sao. Đo cụm ở trên đây đi. Đây là 29. Chiều cao nó là 72. Đường kính bầu là 28. Cây U11 giao lưu với mọi người 750.000, ba ship toàn quốc. U12 này nó có ba cái đế, cái này nó đâm chồi nhỏ nè. U12 hoành nó 22, chiều cao nó là 61, đường kính bầu là 29. Cái này nó bắt đầu nó đâm chồi ha mọi người, này nó cứ khi vận chuyển thì cái này nó mới nhú gà chắc nó gãy. U12 em giao lưu với mọi người 500.000, em bao ship toàn quốc. U13
chòi mình hả chồng ha. Cây này U14 trên đầu nó đang chòi nhiều nè. Cây này ở phần ở thân ở dưới đây nó có bị lũa nè, quay gần chỗ bị lũa ha, nó bị sẹo nè. Đó, nhưng mà nó xanh này nha mọi người. Đường kính bầu là 30. U14 giá lưu với mọi người 600.000, em bao ship toàn quốc. U15 cái chòi này là chòi nó mới lên. Cây này có cái chỗ giấu chỗ này nó có cái lỗ nhỏ nha. Đó. Cái nào em có báo nữa rồi. Nhưng mà cây thì nó không sao, nhận đâm chòi mạnh không phải bình thường. Hoành nó 25. Chiều cao là 59. Đường kính bầu là 30. Rồi U15 giao lưu với mọi người 500.000, em bao ship toàn quốc. U16 mã số U16, cây này nó cũng đâm trời mặt, da của nó xù nha. Cái này là liền một bể nha. Hoành đây là 23, 24 luôn. Chiều cao nó là 55. Đường kính bầu là 28. U16 em giao lưu với mọi người 650.000, em bao ship toàn quốc. U17 rồi, mã số cuối cùng của clip rồi ha. U17 cây này đâm trời mạnh luôn rồi. Em muốn cây này mình về để 2-3 bữa lên là mình trồng được. Khi vận chuyển mấy cái chòi khi gãy nha, không sao cho nghe anh em, về lên trồng mới nha. Hoành nó là 15,5. Chiều cao là 70. Đường kính bầu là 28.